Hình như đây chính là ngôi làng Hero Team phải không ta? Nghe bảo rằng ở trong ngôi làng này có nhiều người lắm, nhất là mấy thằng con trai đó. Thằng nào cũng mập mập ú ú, bảo đảm sẽ rất là thơm béo, rất là ngon. Bây giờ phải vào trong đây để kiếm đứa nào đó ăn thử để no bụng mới được. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Lơ đi chơi thôi, chim ơi, chơi thôi, chim ơi. Ủa vậy có cái cục gì giống giống cục xúc xích này? Ê, cái gì đấy cái? Khoan, ủa sao trước nhà mình có cục thịt gì siêu to khủng lồ, nó còn có răng nữa, cay quá vậy. Chào các bạn, tôi chính là người đến từ hành tinh thịt nướng. Tôi rất là ngon, các bạn có thể ăn thử tôi. Ê chim ơi, tránh xa đi cài chim ơi, coi chừng đó. Trời ơi, chim ơi. Trời ơi, cái con này. Tại sao mày lại dám người dám ăn thịt bạn gái của ta sao? Được rồi, bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đứng lại. Đứng lại đi coi. Trời ơi, ngon quá, trời ngon luôn. Trời ơi, phải đi kiếm đứa nào khác ăn thêm mới được. Ngon quá, trời ơi. Ủa, con heo chạy đâu vậy con heo? Thôi, nhưng mà con heo này nhìn dễ thương quá à. Chắc là thôi không ăn thịt nó đâu, ăn thịt con bé kia được rồi. Trời ơi, ngon quá. Ủa sao hôm nay cái làng mình kỳ á Phong? Sao thấy cái làng mình sao tự nhiên nó nát nát, mà sao tự nhiên thấy cái làng không có ai chơi? Đúng rồi, cái làng nó vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy. Sao hôm nay sao không có ai ra ngoài chơi mình vậy? Tôi nhớ là hôm nay hẹn mọi người ra đây chơi mà sao không có ai chơi người ta? Tôi biết rồi, mọi người vậy? Đã cho tụi mình leo cây rồi đó. Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Hứa hôm nay đi chơi mà sao lại cho leo cây vậy? Trời ơi, kỳ cục kẹo quá. Ủa từ từ. Thật bội thật sự luôn á. Ủa gì vậy? Tiếng gì vậy? Ủa nghe tiếng gì vậy? Cái tiếng gì mà đi có được nghe. Ôi, cái gì vậy? Bây giờ trời ơi, ông là cái gì vậy? Trời ơi,
trời mệt ghê luôn, cái con này đúng đáng sợ ấy bạn ơi. Trời ơi, đồ đây coi. Ui gì đây? Ôi. Ui gì đây? Trời ơi, ui sao trong người nó có TNT vậy, nó tự hủy hả hay sao vậy? Coi chừng nha, coi chừng nha, dẫn quả TNT này là banh xác đó. Trời ơi trời, cái này là nó tiêu hóa mình 100% nha mấy bạn. Rồi bây giờ đi cẩn thận nha Phong ơi, cái gì cũng giỡn được, cái TNT là cấm được đùa các bạn. Cấm được đùa với TNT, giờ đi cẩn thận nha, từ từ nhảy qua nha. Hey, đổ đi từ, Phong ơi, ôi tôi đi chầm chầm chạy. Trời ơi, người ta bảo cẩn thận TNT mà laser phải cẩn thận đó chứ. Trời ơi, tôi nói TNT với laser nữa nè, qua đây qua đây. Trời ơi trời, làm tôi sợ không chết à. Rồi từ từ nha, từ từ nha. Rồi ok. Mình nhảy lên đá đây đây đây. Trời ơi, gian không gian được, ăn gian được. Gì vậy? Bà mới vừa đẩy tôi đó, xe nó nhầm chung rồi nè. Không có hả? Trời ơi, ông đợi tôi với. Trời ơi, đi cẩn thận nha, từ từ đi đây nè, đi đây nè, đi đây nè, đi nè, tôi đi đi chậm cho. Đó, thì giờ tôi lách léo dữ chưa? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Thôi không nè. Thôi thôi nha, không chơi nha. Nhìn nè, nhìn nè. Thôi. Ông lại gì vậy? Ông lại gì vậy? Không, nhảy lên cái tấm này. Đừng, đừng. Ui trời ơi, ông làm gì vậy? Là tôi sợ hả? Thôi, không chơi đâu. Mệt quá. Ui trời, trời ơi. Cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha. Từ từ, nguy hiểm nha, từ từ nha. Đi sau lưng tôi, đi sau lưng tôi. Đó, đi đó, ok. Tường nha. Rồi, sát tường. Đó, trời ơi, không sao. Tụi mình thông minh lắm mấy bạn. Đó, rồi. Ui, sắp tới rồi chưa? Sắp tới rồi, sắp tới rồi chưa? Ui, từ từ. Từ nha, từ nha, từ từ nha. Rồi, ui, cẩn thận nha. Tôi mà gò lắm. Ui, ui cái cửa kìa, trời ơi, sao tới cửa rồi, trời ơi, dễ dàng, trời ơi, ui quá, ui, hai giờ còn tôi đây đi, đi, ui, à, ui, chết rồi, à, chết rồi, chết rồi, ui, trời ơi, rồi, xong rồi, ui, trời ơi, đổ kìa bạn, ui, 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 đổ kìa, đổ kìa, ui, ui, trời, ui, trời, ui, trời, bọn họ mang thịt đi, bọn mình sẽ trở thành trưởng tim và phó tim. Trời ơi, ông thùng vừa thôi à, khùng quá. Ui, bên này là gì vậy? Ui, có kiếm có táo vàng nè, rồi kiểu này chắc chắn là tiêu diệt quái vật rồi. Phong ơi, ăn táo vàng vô, ăn nhầm 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 nhầm. Rồi ăn táo vàng vô chưa? Ăn táo vàng vô, chuẩn bị chém yêu quái nè. Rồi. Ui, cái gì vậy? Ui, Phong ơi, cái gì nè? Ui, quá trời yêu quái. Ui, mấy con tơ tàu nè. Là mấy cái con tế bào ở trong cái bao tử của nó đó. Nè, trời ơi, ghê quá. Ui, quá trời đất luôn. Ê, chạy chạy Phong ơi. Ủa cái gì đây? Ê cửa mở không được Phong ơi. Ê cửa mở không được Phong ơi, giờ sao đây? Trời ơi, mấy con này nè. Ôi dạ. Bọn mình phải tiêu diệt hết mấy con này trước hay sao á? Đây, trời. Ủa gì đây? Ui, mấy con quái này văng ra cần gạt mà. Trời ơi, may quá bạn ơi, nè cần gạt nè. Trời ơi, con gì đâu mà nó quỷ xưa này tôi lấy giờ. Đây đây. Từ từ. Nè nè nè. Phong không có quả táo vàng á, mình lại Phong không ăn, Phong tính chừa cho Sam nè, ăn đi. Trời ơi, trời ông ăn đi, có gì đâu mà. Trời ơi, đây đây, không sao. May quá mình có cần gạt mấy bọn nó ghê. Ui gì vậy? Ui, cái gì vậy? Cái gì Phong? Ui. Mình ăn thịt. Trời ơi, ủa này lấy gì vậy? Ui. Trời ơi, mấy miếng tế bào của nó ấy bạn ơi. Trời ơi, đứng gần đây là nó tiêu hóa mình đấy các bạn nhìn nè. Ui ui ui, trời ơi, ghê quá. Chạy Phong ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà cái con nó đáng sợ ấy bạn, đừng để nó ăn thịt mấy bạn nha. Rồi đây đây Phong ơi, màn tiếp theo Phong ơi. Đây, cần gạt mở cửa rồi. Đây đi tiếp theo, quay để quay màn tiếp theo là gì đây? Trời. Trời đất ơi, nãy một cái cần gạt thôi. Tôi nói bà rồi, bà tìm thấy mấy cái cần gạt thì bà giấu để bà mở cửa đi, bà không chịu, bà đặt ra tùm lum la vậy. Trời ơi. Cái nè. Ông thông ngã tôi có cái bây giờ qua phòng này quá trời luôn, giờ làm gì Phong? Ủa gì đây, cửa nè. À cái cửa nè. Ủa từ bên này lấy gì đây? Trời ơi, nó bắt mình tìm ra cái gọi là cần gạt mở được cái cửa này. Trời ơi, nó quá đáng dễ sợ. Để coi. Rồi không phải, không phải. Rồi đây không phải luôn, sai luôn. Ê Phong ơi, tìm phụ tôi với. Nè quá trời cần gạt nè. Trời ơi, chừng nào mới xong đây. Trời ơi, cái này chắc gạt đến mai luôn á bà trời nội. Trời ơi, cái này quạt lấy một quýt đó mấy bạn ơi. Trời ơi, cái con này sao trong người nó sao bỉ nó ghê cỡ mấy bạn. Nhìn nào, trời ơi, mắt nó nhìn mình liên tục, mình sợ mấy bạn ơi. Trời ơi, đây à, rồi. Tôi biết rồi, Sam ơi. Thật ra dạ? Không phải nó nhìn hai đứa mình đâu. Mà nó nhìn tới mình tôi à, tại thấy tôi đẹp trai quá đó. Trời ơi, yêu quái mà ông không tha luôn à. Ông nghĩ yêu quái nhìn ông đẹp trai hả? Trời ơi, trời, tôi đúng không rồi, thèm đúng nha rồi. Ôi, tôi được người ta khen tôi thích hơn. Tự nhiên được yêu, được mấy thằng fan khen dễ thương thích hơn. Mấy người yêu quái khen đó mấy bạn. Nếu bạn đừng quên nha, xem con này like nhẹ Sam nhờ đó like.
like nhẹ sao cái là mấy bạn khen Sam dị thương đó nhớ nha. Mấy bạn fan là toàn khen Sam rồi, có bao giờ có ai thương tôi, có ai gọi là khen tôi đâu. Trời ơi tất nhiên, tại vì tôi dễ thương thật, ông luôn dễ thương đúng trai, sao dễ thương đúng trai là đẹp trai đúng không? Ôi, nhưng mà nói thiệt với bạn luôn á, Sammy của các bạn không dễ thương vậy đâu, ở nhà toàn ăn hiếp mình không à. Trời ơi, ý mà từ từ sao hồi chị nói chuyện mà không có gặt được cái nào hết trơn vậy? Trời ơi, mệt gần chết rồi, em tìm nó được cái nào không? Cửa có mở không? Trời ơi, ngại đến giờ tôi kiếm mệt lắm luôn mà chưa thấy cửa nào mở ra. Đúng rồi, trời ơi, làm nhanh nhanh lên đúng không? Mà con yêu quýnh nó lại tiêu hỏa heo, tiêu mất tôi không chịu đâu nha. Để tôi xem quay. Ôi, không có nè, từ từ. Tôi nói rồi, có gì tiêu hóa xong bọn mình sẽ được làm phó tiên. Trời ơi, trời vô duyên dễ sợ luôn à. Ủa gì đây? Ủa từ từ. Ê Phong ơi, tự nhiên đây có cái lớp gì đây? Từ từ, sao cái chỗ này nó ngập ngồn, ngập kinh vậy? Nè, cái gì đây? Lớp gì? Lớp nhiều. Ui, ê, có cái cửa nè. Ui, tệ tôi xịn cho trời vừa. À, nó đánh dấu bằng con mắt này nè Phong ơi. Hèn chỗ chi tôi nhìn chỗ này là lạ, nó đánh dấu bằng con mắt nè. Trời ơi, đâm con mắt nó luôn. Trời ơi, khùng quá. Trời ơi, xuống đây tôi tìm qua, xin tôi tìm coi có gì này không. Ui, dưới này có một cái cần gạt bí mật các bạn ơi, để tôi mở lên xem quay. Rồi, mở. Ui, ê Phong ơi, tôi cái tiếng mở cửa đúng không? Tôi cái rạc kìa. Như cửa mở hay kìa, cửa mở hay sao? Đâu, đâu, xem quay, cửa mở chưa? Trời ơi, mà dễ vậy sao? Ui, xịn quá à, hèn chi. Trời ơi, nói dối cần gạt ở trong cái thẻ đó nè bạn. Trời ơi, khôn quá. Nhưng không sao, tụi mình khôn nhiều hơn. Nghĩ sao vậy? Rồi, từ từ để xem quay. Ê, cái gạt gì vậy? Sao nhìn chỗ này đáng sợ quá à? Ui, trời ơi. Tính ra hồi nãy bọn mình có thể có một cái cách khác. Ví dụ cửa nằm ở đây nha, bọn mình có thể đi từ bên đây qua mà. Trời ơi, sao đi được? Ủa, được luôn hả? Ủa, đâu tụi bay à? Ui, ôi, ôi, cái gì kỳ vậy? Trời ơi, sao tôi biết được? Vậy hồi nãy kiếm cần gạt làm cái gì? Ai biết, mà cái này là đồ tiêu hóa, mình lỡ đi nước mình sao, ai biết cho được tiêu trời ơi. Vô duyên cho luôn. Tiêu hóa ông quá, trời ơi, ông mở gần chết rồi, tiêu hóa ông đi, rủi gì đây? Ui, súng. Ôi, tôi nói cho Sam biết nè, lợi ích của việc nhiều mỡ nè, nó tiêu hóa tôi chậm hơn tiêu hóa Sam nha Sam. Trời ơi, còn solo việc tiêu hóa chậm, tiêu hóa nhanh nè. Rồi, bây giờ cái súng này làm gì đây các bạn? Tôi nghi ngờ. Cầm mấy cái súng bờ rồ như này là màn cuối đó. Trời ơi, đừng có bắn nha ông nội. Bây giờ tụi mới tiêu diệt yêu quái thôi. Let's go. Quá gì mà ông cần? Cái gì mà ông cần? Sao ông chỉa mặt tôi vậy? Ông tin không? Tôi chỉ mặt ông này nha. Ở đâu có vậy? Tôi đang gọi là dơ vậy. Tôi nhìn bà nó mới chỉa người bà. Tôi chỉa đâu? Trời ơi, vô duyên ơi, vô để xem quay con yêu quái thật sự nó đang ở đâu các bạn. Trời ơi, vô đi. Phong ơi, con yêu quái đang tịch mình nè. Ui, tụi xem quay. Ui, hello, ê Phong ơi. Ê, thành viên yêu team này anh Dịch nè. Cây Ron nè. Cây Ron kìa trời. Cây Ron Mimi, rồi cá môi Jimmy em gái tôi cùng Siro nè. Trời ơi, nó ăn hết luôn kìa. Trời ơi, nó con dấu quay nữa. Trời ơi, nè nha, con yêu quái xấu xí kìa. Tại sao người lại ăn thịt bạn ta? Lo mà trả bạn ta đi không, ta bắn đùn đùn á. Sợ cho ta đúng có rồi. Sống nè. Thả bạn ta ra, không cho bắn người đó. Đúng rồi, eo ơi, chỉa đầu kia. Tôi bị yêu quái đó xong chỉa tôi hoài vậy. Bên kia kìa. Nè tôi nói bà nghe nè, nguyên cái căn phòng mình là người của nó đúng không? Đúng thì rồi. Tôi chỉa súng chỗ nào thì cũng là chỉa vô nó mà. Ai hiểu mà bà đứng trước mặt tôi chi? Trời ơi, vô điên rồi, tôi né nè, tôi né vô khác nè. Trời ơi, ông bắn tôi nha. Trời ơi, nguyên quái kìa. Trời ơi, Nè nha, cái tên kia ngươi bị điếc không? Ta nói là ngươi có thả bạn ta ra không? Nếu không ta sẽ bắn ngươi đó. Nè, con yêu quái xấu xí kìa. Hả? Thả ra không? Ui. Các ngươi muốn ta thả bạn của các ngươi ra sao? Nghĩ đơn giản vậy à? Ơi ăn bạn ta rồi tất nhiên là mày thả nó chứ sao, chứ muốn cái gì hả? Trời ơi trời, cái đồ vô duyên. Ta đang lúc đói bụng tự nhiên lại kiếm được đến tận 6 con mồi ăn để cho no bụng thì ta ngu gì mà ta thả ra chứ hả? Mà các ngươi muốn ta thả ra đúng không? Chứ sao nữa, các ngươi phải tiêu diệt được ta đó. Tiêu diệt được ngươi à? Nè ta nói cho ngươi biết nha, nãy á ta sợ ngươi tại vì ta chưa có vũ khí, tôi bây giờ ta đã có vũ khí hạng nặng, súng bắn tỉa, bây giờ có mình nữa. Phong, ủa gì vậy Phong, cũng làm gì vậy? Trời ơi, ông bắn súng cho nó nữa trời. Bây giờ nè, 2-1 thì bây giờ là súng tôi hết đạn rồi, tôi không còn đạn bắn nữa, tôi quăng đại cái súng. Trời ơi, không ngã cầm lên nè, tôi đang nói ngầu ngầu làm cho nó sợ, mình phải giả bộ mình ngầu ngầu lên. Ủa cho nó hả? Sợ chứ, đúng rồi. Okay. Nè nha, cái tên kia, hai đánh không. Trời ơi, ông này ngầu lên để tôi nói cho mệt kiểu. Làm như lách văn bằng chút chiếu vậy, mệt ghê. Nè nha, ta nè, có Phong cần có Sammy nè, 2-1 không chột cũng què, ngươi không nghe sao hả? Ngươi không có sợ hả? Ngươi có đến tận 2 người, nhưng các ngươi nên nhớ, các ngươi đang ở trong bụng của ta đó. Thôi, có thết rồi, ừ nha. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ui,
Ôi, ôi, nó làm gì vậy Phong? Ê, nó làm gì vậy? Ui, đừng quên like video, chúc giúp sao đúng 20 cái like mọi người ơi. Còn bây giờ
giờ thì bây giờ tụi mình phải thoát